gian để cứu Mina nữa. Chúng ta phải nhanh lên. Ông à, nhưng mà bằng cách nào bây giờ? Có, tôi có cách. Là cách mà tôi đã được dạy. Nó gần như là thôi miên. Và chỉ có cách đó mới có thể khôi phục được những ký ức đang dần mất đi trong đầu cậu, và tìm ra được nơi đang cất giấu Mina. Cậu Khoa, cậu hãy hít thở thật sâu và tập trung nghe theo những lời tôi nói. Cậu hãy tưởng tượng rằng mình đang bị kẹt trong một căn phòng rất chật hẹp, rất tối. Trên đầu cậu là một luồng ánh sáng duy nhất. Đất dưới chân cậu bắt đầu sụp xuống. Cậu bắt đầu bay theo luồng ánh sáng đó. Cậu bay thật nhanh, thật nhanh, rồi chậm dần, chậm dần. Trước mặt cậu là một vùng không gian bao la được bao trùm bởi bóng tối. Cậu bắt đầu thấy một điểm sáng đầu tiên. Đó là gì? Tôi không ngờ con người ông lại là một người như vậy. Tại sao ông lại nhốt linh hồn con gái vào chiếc đồng hồ kia để làm gì? Không, ông điên à. Làm sao tôi có thể nhốt được một linh hồn vào trong một chiếc đồng hồ chứ? Không, tôi không làm. Ông chính là người hiểu rõ nhất những chuyện ông làm. Tôi... Ông Tuấn, đã từ lâu ông biết lời nguyền này là có thật. Ông biết Trúc thực hiện lời nguyền này, nhưng mà Trúc không hề biết những lời nguyền này chỉ hiệu nghiệm với những người cùng huyết thống. Và ông để yên như vậy, để người được hồi sinh không phải là Trúc mà là vợ của ông. Ông chấp nhận hy sinh con gái mình. Tại sao ông làm như vậy? Không, tại sao ông làm như vậy? Tôi ông không làm. Linh hồn con gái ông vào chiếc đồng hồ. Không, các người điên à? Không phải ông, không phải ông. Ông nhìn đi, ông nhìn đi. Cái này là cái gì? Những tin nhắn hình ảnh này, những dòng chữ tiếng Phạn khắc trên Trúc. Ai làm? Ai làm? Số điện thoại này là của ai? Ai gửi? Hả? Đúng, đúng là của con gái tôi. Nhưng mà có thể ai lấy cái điện thoại của nó để nhắn tin cho cậu, chứ không phải tôi. Hả? Tại sao vậy? Cái gì vậy? Tôi... Ông còn chối nữa. Chối nữa. Không, không. Chính ông. Không. Chính ông đã làm tất cả. Không, ai. Ai đã lấy sim của con gái tôi đặt vào trong cái điện thoại của tôi? Ông còn hỏi nữa hả? Ông còn chối nữa hả? Chính ông. Không. Chính ông. Ông lúc nào cũng nghĩ là con gái ông có lỗi trong cái chết của vợ ông, cho nên ông hy sinh con gái ông. Không. Tại sao ông tôi không vậy? Làm tại sao ông ác như vậy? Ông phải trả giá. Ông phải trả giá. Ông phải trả giá. Ba. 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 Mina. Mina. Em làm cái gì vậy? Hả? Em muốn phá cái chết của anh hay sao hả? Thì ba em chết thì sao? Làm sao chết được? Nếu chết là em chết cái tay 3 ngày rồi. Anh nói vậy mà nghe được hả? Mình là người chủ động, ba em là người bị động. Làm sao ba em biết trước tình huống này hả? Nhưng mà anh văng lưới bảo hộ ở dưới rồi. Có Xuân Nghi ở dưới nữa. Nhưng mà... Ủa? Sao hai người ở đây vậy?
nào lại lên đây? Chắc lẽ giờ này hai bạn phải ở dưới giữ lấy bà hộ cho ba tôi chứ. Giữ gì đó bà nội, mới một tiếng trước bà nhắn tin cho chị em tôi, bà kêu là hủy kế hoạch đây rồi. Đúng rồi đó, anh hai tôi nói đúng á. Anh hai tôi có gọi điện cho bạn mà bạn không có bắt máy. Còn Khoa thì Khoa khóa máy luôn. Hai anh em tôi ở dưới nghi ngờ có chuyện gì không ổn cho nên mới chạy lên đây. Bây giờ thế nào? Anh Khoa, anh nói đi. Anh có gian lưới bảo hộ cho ba em đúng không? Anh nói đi anh Khoa, có không? Mina à, thật sự cái việc đó là Khoa chỉ nhờ hai anh em tôi thôi à. Mina. Các cậu, ba không sao. Thầy, thầy có sao không? Thầy không sao. Thầy cảm ơn các em đã giúp cho thầy có một cú ngã thật là tuyệt vời. Nhưng mà các em yên tâm, dẫu sao thầy cũng từng là một diễn viên giỏi mà. Đối với thầy một cú ngã này cũng không đáng là gì. Cậu Khoa, cậu muốn có một kết thúc như thế này đúng không? Cậu muốn tôi ngã từ ở trên cái sân thượng này ngã xuống đất đúng không? Nhưng cậu đã lầm. Cậu đừng quên, tôi từng là một diễn viên giỏi nha. Tôi biết cậu, cậu đã lắp camera tất cả mọi nơi trong ngôi trường này, ngay cả nhà tôi, để theo dõi tất cả mọi chuyện của tôi. Cậu muốn kéo tôi vào cái đoạn phim của cậu, cậu muốn biến tôi thành nhân vật trong bộ phim của cậu. Nhưng cậu lầm rồi. Đến ngày hôm nay, bộ phim của cậu đã kết thúc. Kết thúc rồi, cậu hiểu chưa? Đây là toàn bộ các camera của cậu đặt quay lén mà chúng tôi đã tháo xuống. Đến bây giờ thì chúng tôi đã hiểu rằng tại sao trong suốt 3 năm học ở trường này anh không chịu tốt nghiệp. Bởi vì anh tìm hết mọi ngóc ngách ở trong trường này để anh đặt camera đúng không? Anh định qua mặt được tụi tôi à? Phải, và tôi đã thắng. Tôi đã thắng. Anh đã quá tự tin rồi. Bởi vì cái kế hoạch của anh chỉ lừa gạt được mọi người và thầy Tuấn thôi. Còn anh em tụi tôi đã biết trước kế hoạch của anh khi mà anh đã thực hiện được 1/3 được kế hoạch rồi. Anh đâu có biết rằng bá Đức đã nhờ anh em của chúng tôi vô đây để tìm hiểu xem bí mật gì đang xảy ra trong cái trường này. Anh em chúng tôi chính là sinh viên trường an ninh. Nhưng mà anh ơi, có khi nào cái việc mà em tìm tới các anh nhờ các anh phá án đều nằm trong kịch bản của Khoa? Cái gì? Thế là sao cô, là mình bị lừa hết à? Trời, khùng quá, nói gì cậu không hiểu hỏi lại chi vậy? Dạ thưa thầy, nhóm tụi em đã làm ra những chuyện xảy ra trong trường bấy lâu nay. Và tụi anh chắc cũng là một phần nằm trong kịch bản của Khoa. Các anh không thấy sao? Những nơi mà mấy anh theo dõi Khoa hoặc là những cái camera đều là do em chỉ điểm sao? Vậy tất cả những việc này đều nằm trong kịch bản của Khoa. Tại sao lại là chúng tôi? Bởi vì các cậu không phải là diễn viên. Các cậu diễn rất thật. Các cậu suy luận, các cậu phá án rất là thật. Bộ phim của tôi sẽ rất là sinh động, rất là hay. Nhưng mà đó chưa phải là cái kết mà tôi mong muốn. Tôi muốn nữa. Tôi muốn cái kết khác nữa. Thôi đủ rồi. Bây giờ tôi hiểu rồi. Cậu muốn biến tất cả mọi người trở thành nhân vật trong bộ phim của cậu. Ngay cả tôi. Cả tôi nữa chứ gì. Cậu đã lắp đặt camera tất cả mọi nơi, quay lén tất cả mọi người. Cậu làm tất cả những điều đó, cậu nghĩ đó là nghệ thuật à? Bộ phim cậu đưa ra đó là nghệ thuật à? Không, đó không hề là nghệ thuật, đó không phải là nghệ thuật. Đó chỉ là một sự bệnh hoạn thôi, cậu hiểu chưa? Bệnh hoạn, đó là nghệ thuật, thầy không hiểu sao? Chính thầy đã dạy tụi em mà. Mọi người phải diễn thật, mọi người phải diễn thật. Em chứng minh cho thầy thấy em là một thằng có tài. Tất cả mọi người ở đây, tất cả ekip của em đều là những người có tài. Họ lôi tất cả mọi người vào, mọi người đâu có biết cái gì đâu. Đúng không? Hả? Cầm mình lại. Tài năng của cậu. Tài năng của cậu là đặt thiết bị để quay lén tất cả mọi người à? Đó là tài năng sao? Không. Ở ngôi trường này không dạy cho người ta cái tài năng đó. Cậu sai lầm rồi. Cũng chính vì cậu,
Cũng chính vì cậu mà tôi không bán được ngôi trường này. Mọi người đều đồn đại lên rằng đây là một mảnh đất chết, một mảnh đất không thể nào mà làm ăn gì được cả. Chính vì vậy mà tôi không thể nào tiếp tục theo cái dự án của tôi được, theo cái đề án của tôi được. Trời ơi, tất cả đều xuất phát từ sự bệnh hoạn của cậu. Nếu tôi không bán được ngôi trường này, tôi không làm được tất cả những điều đó, thì cuộc đời cậu sẽ không còn gì cả. Tôi sẽ không để cho cậu yên đâu, cậu hiểu chưa? Tôi sẽ không để cho cậu yên đâu. Tại sao vậy bác? Tại sao bác có những hành động ích kỷ như vậy? Nhưng mà muốn đánh, muốn chửi, muốn giết mình qua, mà giết con trước nè. Kịch bản này là con làm ra, tất cả mọi thứ là con sắp xếp hết. Anh Khoa chỉ thực hiện theo lời của con thôi, tại con năn nỉ anh. Con nói cái gì? Con nói cái gì? Trời ơi, kịch bản là của con dàn dựng tất cả mọi chuyện. Nghĩ nha, con muốn ba mẹ mất đi ngôi trường này, con muốn mất ba. Con biết lúc nào á ba cũng trách con trong cái chết của mẹ, nhưng ba có bao giờ tự hỏi là lúc mẹ chết á ba đang ở đâu hay không? Mẹ không có muốn ba làm bộ phim gì cuộc đời của mẹ. Mẹ không muốn ba tiếp tục làm đạo diễn nữa, cho nên ba đã giận mẹ. Nhưng lúc đó ba bỏ nhà đi, cắt đứt hết mọi liên lạc, không ai biết ba đang ở đâu làm cái gì hết. Con à, vì ủng hộ ba đâu có dám về gặp mẹ đâu. Mỗi lần tan học xong con phải ở lại trường, rồi lúc con xảy ra chuyện mẹ đã bị sốc và lên cơn đau tim qua đời lúc không có ba bên cạnh. Nhưng lúc đó ba đang ở đâu hả? Ba biết đó là lỗi của ba. Một tuần sau ba mới về thì mẹ con đã qua đời. Ba luôn luôn có lỗi với mẹ con. Chính vì vậy mà ba muốn làm bộ phim đó, Để nói lên được tình yêu của ba dành cho mẹ con. Ba muốn hối lỗi với mẹ con. Ba muốn tạ lỗi với mẹ con về những lỗi lầm của ba. Ba đã bỏ bê gia đình, để rồi cái ngày mẹ con mất, ba không có ở nhà. Nina, nhưng tại sao ba lại bán ngôi trường này? Ba có biết làm như vậy ba sẽ gây thêm tội lỗi với mẹ con hay không? Ngôi trường này là tâm huyết của mẹ. Ba còn nhớ ba mẹ đã cực khổ như thế nào để gây dựng nên ngôi trường này hay không? Mà bây giờ ba nhìn thấy đó, nó lụng bại như thế nào hả ba? Không có một lời nguyện nào làm hồi sinh mẹ được. Mà việc ba cần làm ở đây là phải hồi sinh ngôi trường này, ba có biết không? Anh Tuấn, bên công ty bất động sản người ta đồng ý cái mức giá mà anh đưa ra để mà mua lại ngôi trường này. Anh hãy suy nghĩ cho kỹ, người ta đang chờ điện thoại của anh đó. Được ngôi trường này, anh sẽ hứa với em là anh sẽ đem tất cả mọi kiến thức của anh để giảng dạy cho các thế hệ đi sau. Anh chỉ mong là
Em hãy phù hộ cho anh có nhiều sức khỏe để anh có thể làm được những điều đó, và lo cho Mina, con của mình nữa nha. Dạ, con chào thầy. Chào cậu. Ngồi đi. Dạ. Ngạc nhiên lắm à? Dạ. Bởi vì sau sự cố vừa rồi, tôi muốn xóa sạch tất cả mọi ấn tượng không tốt tại cái sân thượng này, cho nên tôi đã bài trí như thế này, là một cái nơi để mà mình thư giãn luôn mà. Dạ. Cậu thấy sao? Dạ, đẹp lắm thầy. À, thế nào? Đạo diễn trẻ, cảm giác thế nào khi nhận được giải thưởng đây? Hả? Dạ, đến bây giờ con vẫn còn cảm thấy rất là lâng lâng trong người. Tôi cũng vậy. Ngày xưa khi mà lần đầu tiên tôi nhận được giải thưởng, nguyên một đêm không có ngủ. Dạ, cứ đi lang thang khắp mọi nơi vậy đó. Dạ, con cảm ơn thầy. Cũng nhờ công lao đào tạo dạy dỗ của thầy mà con mới có được ngày hôm nay. Không, công lao của thầy chỉ là một thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là tài năng của cậu. Cậu phải có tài cậu mới làm được một tác phẩm hay như vậy. Thật ra tôi cũng rất là cảm ơn cậu. Bởi vì nhờ cậu mà tôi mới giữ lại được ngôi trường này, và tình cảm cha con của tôi mới trở lại như ngày xưa. Dạ có gì đâu thầy, đó là trách nhiệm của con đối với ngôi trường cũng như đối với thầy và Mina. Dạ sẵn đây, con có chuyện này muốn hỏi thầy, được không thầy? Cậu cứ việc nói. Thầy thấy con sao? Từ ngoại hình cho đến tính cách cho đến công việc như thế nào? Thầy cứ trả lời thật lòng. Tất nhiên là phải thật lòng rồi. Nếu mà nói về ngoại hình á, thì nếu mà ngày xưa ở cái thời của tôi đó mà so với cậu á, là lúc đó tôi chỉ 8 điểm thôi, còn cậu được 10 điểm đó. Còn tài năng à, thật ra tôi thấy có một điểm lạ lắm. Giữa cậu và tôi có một cái gì đó nó gần giống với nhau. Ngày xưa khi tôi đã quyết chí làm cái gì thì không bao giờ ai có thể cản tôi được, và tôi bằng mọi giá tôi phải đạt được cái điều mà tôi mong muốn. Và ở đây tôi thấy cậu cũng có một cái tính như vậy. Thật ra tôi có thể nói là cậu giống như là một cái bản copy hoàn hảo của tôi vậy. Dạ. Sẽ là hoàn hảo hơn nếu như con có được một người vợ hoàn hảo. Thầy, thầy hãy chấp nhận con, có được không thầy? Trời ơi, cậu làm gì vậy? Cậu cầu hôn tôi hả? Dạ. À, hả? Con cầu hôn Mina, con gái của thầy. Trời. Ủa, cậu cầu hôn nó, cậu không nói với nó, nói tôi làm gì? Dạ, con phải xin phép thầy trước chứ ạ. Thầy chấp nhận nha thầy. Tôi thì dễ tính lắm. Nói chung là con gái tôi mà đồng ý lấy người nào thì tôi gả cho người đó. Thầy nói thật chứ? Tôi nói thật. Con cảm ơn thầy. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Kìa. Sao lại như vậy? Bình thường tôi thấy cậu mạnh mẽ lắm mà, tại sao hôm nay nói chuyện tới chuyện tình yêu lại yếu đuối quá vậy hả? Dạ, tại vì đây là một cái kết thúc rất là đẹp thầy. Cái kết thúc của bí mật lời nguyện, sự hồi sinh của VTTM. Công việc của con đã hoàn thành rất là tốt đẹp, và bây giờ con đã lấy được người con thầm yêu bấy lâu nay. Đó là một cái happy end của con. Con cảm ơn thầy. Đại ca, thầy được luôn bà ơi. Dạ thầy, cái gì thầy, vậy? Thầy, thầy, chào thầy. Thầy ơi, thầy đi. Này, vui quá rồi. Dạ, vui hả? Thầy khỏe không thầy? Thầy khỏe. Thầy cũng xin chúc mừng hai con nha. Dạ. Hai con được giải diễn viên trẻ chuyển giọng. Dạ, cái đó là phụ mà thầy ơi. Đây mới là quan trọng nè thầy, đây mới là quan trọng. Nè, chừng nào khao? Thì đầy đủ mọi người đi rồi tôi bao. Sao nó lại chưa nghe rõ? Nếu mà có tất cả mọi người ở đây tôi sẽ bao hết. Yeah, nghe đổ được rồi. Ok là mời đăng bọn tao. Ủa, sao mọi người có mặt ở đây đông đủ vậy? Tụi tôi tới sáng giờ rồi, đợi bao ăn là nhào vô liền đó. Nè nó nghe nè, tí nó đông đủ hết tôi gửi thiệp luôn nha. Ủa, bạn cưới ai vậy? Tôi cưới trai của tôi. Bạn cưới trai của bạn, tôi cưới trai của tôi. Trời ơi, vui quá. Đây lấy đây, đây lấy kia, trai kia. Hai em tôi lấy nhau.
Trời ơi, em kỳ quá à. Dạ thưa thầy, hôm nay nhân dịp đông đủ mọi người vui vẻ, em nghĩ mọi người nên tổ chức một cái party mà không cần đi đâu cho tốn kém, mình tổ chức ngay tại đây. Rồi nghĩ sao vậy má ơi? Trời ơi, trên sân thượng rồi mày làm bạc ti hả? Giờ đang bạc ti cái bà chút bà hiện về mà cắt máu mà khỏi khỏi, mà dễ dễ thì đừng dễ 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 dễ, xong mà rủ nguyên đám nhảy dụng dưới luôn giờ. Ai mới nói chút là một hồn ma đó. Trời đất ơi, hôm nay vậy. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Dạ, chào anh Tấn. Ai mới nói chút là một hồn ma vậy? Hả? Chúc năm trước là một hồn ma thôi, nhưng mà năm nay Chúc đã là má của thầy rồi. Chúc là hồn má? Trời ơi, thầy ăn nói kỳ vậy. Gì vậy kỳ? Nhưng Chúc nhỏ xíu tuổi nghĩ sao là má thầy vậy? Trời ơi, khờ quá à. Ý thầy nói má đây á là vợ thầy đó. Thầy Minh. Dạ. Dạ. Thầy đi cưới học trò. Dạ. Vợ thầy dễ sợ. Sao vậy? Nghĩ sao cưới học trò mà sơ? Không chịu lựa chị em mình. Không phải là cưới học trò. Dạ thưa anh là Chúc ra trường rồi, làm diễn viên rồi, rồi cái hai đứa đi đóng phim gặp nhau, phim giả tình thật, rồi cái yêu nhau luôn, rồi lấy nhau luôn. Chúc à, vô em ơi. Em chào thầy, chào các bạn. Thì là cô Trúc là cô này nè. Cái dạ. Cô mà gây ra bao nhiêu nỗi kinh hoàng ở cái trường này đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, nhờ vợ em á cắt tay lấy máu viết lên cái lời nguyền ở trên tường á, thì bây giờ trường mình mới được hồi sinh đó anh ạ. Thế vậy là thầy mới mốt chừng nào ly dị cũng cắt ra thì chị tập tạm viết đơn ly dị luôn nha thầy. Mày ơi, đau quá. Thầy không à. Thầy, hôm nay nhiều tin vui quá thầy. Ông ấy, trường mình tổ chức bạc tiên ngay tại ngôi trường này luôn đi thầy. Đúng rồi. Mà trước khi mở bạc tiên á, ông ấy thầy cho mình chụp tấm hình làm kỷ niệm thầy cho với thầy ha. Đúng rồi đó. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.